turn to pick. 10 seconds. Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Đấy, nãy giờ thì tôi cho anh em nghe nhạc một lúc xong rồi tôi bình luận cho anh em nghe. Trời đất ơi, hôm nay thì tôi sẽ cầm thời gian điều tàn chi sơ. Và đối đầu với tôi đó chính là Zenitsu anh em ơi. Tàn chi đối đầu với Zenitsu, kiểu này hơi bị căng đấy. Nói chung là nãy thì tôi cũng có ăn được một mạng của Murat anh em. Nhưng mà phải bỏ lại một mạng rồi. Bởi vì tôi thấy thằng Na, nên là tôi đã quyết định tôi tự sát anh em, để trụ bắn tự giết mình á, để cho thằng Na không có vàng anh em. Đấy, cái pha đó anh em nên tự sát nha. Rồi, nói chung là ok, cái thằng này sao mày không để chừng trị lại để mày ăn con tàu thần mày. Trời ơi ông nội ơi, đi rừng kiểu này là chết rồi. Tem mình đã khoan con rồng rồi mà đã không vậy còn chừng trị luôn chứ, để luôn đấy ông phở lo này. Rồi, nói chung là đối đầu với kèo Murat thì nó gọi là khá là khó chịu nha, nhưng mà không phải là không đánh được, bởi vì anh em phải biết là con Murat là con cấu rỉa thì anh em phải cố gắng làm sao á. Nó sắp tích được tại như cái pha này là tích được tại này, anh em né xa thôi nha. Đấy, không cho nó ảo hình chám anh em. Anh em cảm thấy nó nhìn nó chuẩn bị ảo hình chám mình á, anh em né xa xa tí ra để cho nó chém đỡ mất máu mình nha. Pha này lùi tí anh em, đợi nó trưởng hơn mình nhà lui nha. Rồi, chắc chắn nó sẽ lướt vào này, mình sẽ đi ngược lại anh em. Đấy, đỡ mất máu nha. Chung đối đầu với Murat thì anh em á, thằng này hơi liều. A đủ quá, đủ từ anh em, nó có địch. Trời ơi. Anh em, rồi xong chắc pha này kêu được không? Đừng nha, nhờ nha. Mình đã có đội tại nha. Vào đây. Mày tham này. Từ anh em chết không? Chết. Ừ, bú. Mày này thì ham mạng. Trời ơi. Mình đánh cái đội tại phát mình hồi cục máu anh em, thấy thằng Nam nó bị ao nhây luôn. Này thì tham. Về ăn đâu không về đâu mà thích tham lao trụ giết mình cơ. Trụ bắn cho hai cái đi luôn. Trời đất ơi. Trận này là coi như là có hai mạng đầu game cũng khá là ngon anh em. Cái mạng mình chết mình không bị mất vàng nha, nên mình vẫn là rất là lời ha. Rồi, tranh thủ ăn con tàu thần thôi. Thế luôn á, cái ông rừng của mình thấy là tôi thấy đầu game giờ là hơi bất ổn đó mọi người. Không hiểu sao mà đi rừng mà kiểu gì ấy anh em. Tem đã không ăn được con rồng rồi mà tự nhiên đến cái pha ăn blue kia lại đi chỉnh trị luôn anh em. Làm như sợ tôi cướp của ổng á. Trời đất ơi. Tầm này thì mà chơi game mà cướp búa gì, ai làm trẻ trâu đâu mà ngồi đi pha đó cướp búa đi chỉnh trị con búa luôn anh em. Trời, anh em nhớ nhá. Đi rừng á, đầu game mà trước khi ăn con mục tiêu á, nhớ để cái chỉnh trị nhá. Có là anh em cứ chừng trị trong lúc mà cần đánh mục tiêu cái là không có chừng trị để tranh chấp là mất hai con bùa là hơi bị thốn đấy anh em. Đầu game anh em mà để mất hai con bùa thì thốn đỡ nó. À anh chào anh em ơi, chào anh chào không, rồi lướt qua nhá. Nói chung là gặp Murat anh em nhớ nhá, đánh trực tiếp nó thì cố gắng né ở anh chào ra. Ôi má mình hết hồn mình không để ý anh em ạ. Tí nữa là dính cái chiêu cuối của con đi xa chắc là bị mất phải đi về anh em. Hên quá mà con đi xa ném chiêu hụt anh em ạ.
Rồi, ok, lượm quái của floor mình sẽ lên đường trên mình giao tranh tiếp nha anh em. Nói chung là gặp mũi đất anh em cứ nhớ cho mình. Nó lúc nó nè anh em thấy không, nó có ảnh chả mày né ra đó, anh em dụ nó hiểu không, kiểu mình dụ nó dùng chiêu á, xong rồi mình giả vờ pha này ui không đủ tầm rồi, mình dụ nó dùng chiêu anh em kiểu bình thường nhá. Thằng đất nó sẽ có cái kiểu như thế này nè, anh em biết cái tâm lý rồi đúng không, nó sẽ hay kiểu có nội tại đúng không, nó sẽ thấy mình ở gần á thì nó sẽ chiêu cuối đấy, còn không nếu mình ở xa nó sẽ dùng chiêu một. Nên là nãy anh em thấy một cái mẹo của tôi chỉ không, là tôi kìa cái gì đây, từ cho chém cạnh, ui không cãi được con quái rồi, tiếc thế trời. Kiểu anh em thấy không, là lúc mà nãy tôi cũng một pha là tôi giả vờ đi gần nó để cho ảo chảo tôi lui về anh em. Đấy, đây là một cách để dụ chiêu anh em. Anh em chơi game anh em phải kiểu anh em phải rút được kinh nghiệm. Công rất nó có những cái chiêu nào mà nó hay cấu rỉa mình hay là nó đánh mình á thì anh em phải để ý mấy cái đó. Đấy, cách thứ hai là cái vụ dụ là anh em phải kiểu giờ này nó có hàng chảo đúng không? Rồi, anh em vào này lướt ra sau nó. Đấy. Đó là một cách để anh em cũng giảm đam được. Nên nhớ nhá, còn nếu mà ở kiểu nó đang farm lính á, nó gần có nội tại rồi á, anh em cố gắng kiểu đi xa ra, nó sẽ lướt vào nó chém mình ấy, anh em. Đấy như pha này nè, tôi nghĩ nó sẽ lướt vào nè. Rồi, lướt đi. Từ từ nha, nó sẽ lướt vào đấy anh em, tôi nghi lắm. Đấy 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 anh em thấy không? Rồi, né ra. Đó. Cứ làm như vậy cho tôi là chắc chắn là đi kèm Murad ổn luôn anh em. Nói chung là không ăn khó ăn được Murad lắm, tại vì nó có chiêu chạy nhiều mà. Nên là mình kiểu đi vậy mình đỡ bị thọt anh em, nhiều khi có Murad mày kém không. Ơ! Trời ơi! Tôi định chế cho một tốc biến mà tôi vô tốc biến hụt. Trời đất ơi, kiểu tôi ấn tốc biến mà tôi ấn không có tới cái nút tốc biến ấy, anh em. Trời ơi, phí vãi cái mạng Murad ngon ơ luôn á. Chứ một tốc biến phát đó là nó chết rồi. Ôi giời ơi. Kiểu thề luôn, lâu lâu mới đụng lại vào chơi game cái tay nó bị hụt hoài. Trời đất. Rồi nhưng mà thôi không sai anh em. Hơi đen tí thôi. Rồi, bây giờ thì mình tiếp tục đi farm anh em. Nhớ nhá. Em nhớ đi kèo Murad anh em cứ làm theo mình là được. Trận này à đúng rồi, quên mất. Các anh em nhớ nãy giờ ngồi bình luận anh em mà quên mất nói cái vụ đầu game. Anh em đầu game anh em thấy không? Đồng đội tôi á chê tôi định kiểu thấy tôi biết cầm gian ma chú anh em ạ. Nghĩ yếu rồi định hỏi kêu gì nhỉ? Kêu là top Việt Nam không dám ý kiến. Ý là gì? Ý là bạn đó chê tôi đúng không anh em? Trời ơi dám chê gian ma chú yếu vãi cả nồi. Thì ra ma chú hơi bị mạnh đấy anh em, đừng có nhờn. Chẳng qua là anh em hay chơi gian ma tính thì dừng thôi, nhưng mà gian ma chú cũng hơi mạnh đấy. Anh em hồi xưa anh không biết là tôi leo cục vàng bằng gian ma chú mà. Cái thời mà leo cục vàng đầu tiên á, cái cục đầu tiên của tôi là tôi chơi full ma chú luôn anh em ạ. Full ma chú luôn. Xong rồi kiểu tôi muốn tập qua chơi ma tính ấy, bởi vì tôi thấy chơi ma tính nó kiểu nó tối ưu về đam hơn á. Nên là tôi tập qua chơi ma tính thôi. Đấy, chứ không mẹ, chứ con gian gốc của tôi vẫn là gian ma chú nha anh em, đừng có nhờn. Rồi, phụ floor ăn con tà hần xong rồi mình đi farm nhé mọi người ơi. Tập này đi top anh em cứ farm nhiều cho mình. Trận này kiểu đầu game mình được thoải mái chơi hơn á, bởi vì mình combat mình solo queue với Murad thắng ở mạng đầu game á. Anh em đi top em biết rồi. Thường mà kiểu anh em solo thắng một mạng đầu tiên là anh em cực kỳ dễ chơi cái lên top luôn. Nhiều khi anh em kiểu mà anh em ép nó hoàn toàn thôi anh em, chỉ cần ăn một mạng đầu tiên đó, anh em nên thấy cái mạng đầu hơi bị lợi nha. Rồi, ok, team mình thì nãy giờ combat thì cũng kiểu ôi, mình không để ý AD với cả Na anh em ơi, để AD chết rồi. Nhưng mà chắc chắn thì hàng Na không thể nào mày ngồi mạnh ở kia. Trời ơi, nhục nhã chưa, vừa ấy bảo Na không thể nào chạy được xong rồi cái xong để nó chạy mất tiêu rồi. Thôi sao anh em ơi. Mẹ thề luôn, tôi không hiểu vì sao nhá. Kiểu cái nút chọn mục tiêu anh em ạ, nó chọn bị chậm vãi. Nhiều lúc tôi đánh lính rồi á, nhưng mà kiểu nó cứ bị ghi mà tướng anh em, mãi nó xong nó mới chịu nhảy qua đánh lính anh em ạ. Cay lắm luôn á. Thề không biết con gian này bị lỗi nữa mà tôi thấy cứ kiểu bị vậy thôi. Tại vì thường thường con gian này nó hay cái kiểu bị lỗi trong mục tiêu anh em, nhất là cái vụ anh em có nội tại đúng không, anh em có nội tại này, anh em đánh trụ á mà con địch ở gần á, anh em vẫn đánh trụ mà nó vẫn cứ ghim vào con tướng anh em, nên là bực chỗ đó lắm. Chắc là do lỗi con gian anh em, chứ tôi thấy mấy con khác đánh đâu bị mấy đâu. Kiểu con gian này cứ mà có địch ở gần nhá, anh em mà có nội tại nhá, anh em mà đánh trụ á, nhưng mà nó không đánh nội tại vào trụ đâu, nó đánh nội tại vào tướng anh em, bịp chưa. Thế luôn á, tôi ghét cái vụ này vãi cả cức luôn. Nhưng mà kệ đi anh em, không sao anh em, vẫn cái lỗi đó cũng không có gọi là khó chịu quá nha. Nhiều cái kiểu thề luôn, nhưng mà nhiều lúc mà tôi cũng cay cái vụ lắm anh em ạ. Kiểu đáng lẽ mình giết được cái thằng đó, hoặc là đáng lẽ mình win cái trận đó, nhưng mà nó bịp anh em ơi, nó bịp vai. Thế là thành ra là tí xong thua ngược mới cay anh em ạ. Rồi kệ đi, cái này là cái lỗi này nó có từ rất lâu rồi, nhưng mà mình cũng không thấy gà rán nó sửa lại gì hết anh em ạ. Rồi, bây giờ tranh thủ bọn kia đánh nhau ở dưới thì mình lên mình hốt luôn cái trụ 2 nhé mọi người. Đấy, nói chung là đi đường top thì anh em đẩy lính cao là một này, và dọn đường. Đấy, nói chung là hai cái nhiệm vụ đó. Thứ ba là kiểu mình sẽ đi
Nói chung là gọi là gì ta, cái súp bọt đấy anh em, giống kiểu súp bọt, có súp bọt thứ hai của tem anh em. Đấy, rồi bây giờ thì tem bạn đánh nhau ở dưới thì mình sẽ bọc đường dưới mình xử lý nhá anh em. Tầm này cấp 12 rồi là hơi bị mạnh đấy. Đây rồi. Rồi, Illumia ném một phát chết luôn. Ok. Trời ơi cái bụi này, bộ phát được không? À ha, thằng này nó không chạy, nó về luôn. Đấy, phát nó chạy là sống rồi. Tự nhiên lao về mình. Rồi. Nè, bộ cái chạy. Ôi. Trời ơi. Thôi không sao anh em, chết rồi. Cái pha đó thì dính cái chiều cuối của con Isa không đi được anh em ạ. Mà pha đó không dính thì cũng chết thôi anh em. Không có đá nào trả phát mình đi rồi. Tầm này thì gọi là tôi khá là mạnh rồi anh em ạ. Trời ơi, anh nghe anh trả mô đá mà mất có tí máu à. Ấy nhưng mà kiểu tem mình giờ mới để ý ấy. Tem mình cũng chết nhiều phết anh em, 14, 12 cũng ngang ngang nhau chứ. Nhưng mà cảm giác tem bạn nó kiểu bị ngộp luôn rồi. KDA thì ngang ngang nhau ấy, nhưng mà tem bạn nó không có làm gì được luôn. Đến tầm bây giờ cái trụ còn chưa mất cái trụ nào cơ. Chắc trụ combat rồi, nhưng mà kệ anh em, mình cứ nấp đây kiên trì cho tôi. Cứ nấp đi, đừng có ra nha. Rồi, không sao, cứ nấp cho tôi, kiên trì xíu đấy. Đấy, cái lúc này gọi là cái thời điểm chín muồi này, mai chạy đâu. Ok, hoàn được mạng rồi. Rồi né một đá tí, nói chung là cứ hạn chế cái dính đam nha. Rồi, bay vào tanh trụ luôn chứ còn gì nữa. Mày chạy đầu. Một bổ này. Ui, ngon được mạng rồi. Rồi sau Murat kìa, thôi fan này flow cho hết cứu rồi. Mày. Ơ. Ôi thôi, đánh trụ cái bật kiếm. Đánh trụ. Ơ. Trời ơi. Ui, sao mà mãi phải đánh trụ vậy? Hình như nãy tôi ấn lộn mà nút đánh tướng rồi anh em ơi. Trời ơi. Nhưng mà lúc đầu tôi ấn đánh trụ đây, tôi nhớ tôi ấn đánh trụ đây nhưng mà không hiểu sao mà mãi phải đánh trụ. Trời ơi. Trời ơi, pha này chắc là ấn lộn vào nút đánh tướng rồi. Cày thế nhờ. Kiểu tôi tính đánh trụ đúng không? Đứng gần đến tầm đánh trụ phát là mình lướt ra là kịp đấy. Nhưng mà chắc là vô tình ấn nhanh quá, ấn mẹ vào nút đánh tướng thì chết luôn. Chán thật chứ. Rồi, ok, tôi cũng hồi sinh rồi anh em ạ. Nãy do lỗi kỹ thuật tí thôi anh em ơi. Pha nó đen vãi. Nhưng mà rõ ràng là tôi ấn đánh trụ trước rồi đó. Nhưng mà chắc là vô tình ấn đánh trụ xong rồi ấn lộn vào đánh lính. Thế là nó lại ghim go con Murat anh em. Rồi, không sao anh em ơi, tem mình vẫn chưa thể nào mà thua được đâu. Tem mình vẫn đang ép ép lắm anh em ạ. Tem bạn kiểu ăn được tem mình nhưng mà cũng chả thấy gọi là vớt vát được tí nào anh em. Tầm này tôi nâng cái build đồ, à không, tôi không phải nâng build đồ nữa, nhưng mà cái anh em đi top thì tôi vẫn khuyên anh em nên chơi áo tràng băng. Em thấy không, tôi chơi áo tràng băng tôi không có nâng phù hợp đâu. Đam khá là bự anh em. Đi top anh em chú ý nhá, nâng phải tối thiểu 3 món đam. Đấy, như tôi là có cái Murat, à có cái Mura này. Rồi có cái áo tròn băng này, rồi có cái kiếm thư khung kiếm nữa. Đấy, 3 món đam nhá anh em. Chơi đi top là anh em không có nâng đồ rừng nên là cố gắng nâng 3 món đam cho mình nhá. Nâng 2 món đam yếu lắm nên là cố gắng nâng 3 món đam nhá. Thậm chí trận này mình còn nâng cả thêm cả cái giáp cuồng nộ anh em. Giáp cuồng nộ cũng là một món đam đấy, vừa tanh vừa đam. Nói chung là tăng 10% đam cũng khá là nhiều đấy. Nên là anh em thích thì có thể tham khảo video của mình nhá. Rồi, video của mình thì mình mình có để chụp hình ở trên cái phần cộng đồng của YouTube anh em đến đó anh em coi nhá. Còn bảng ngọc thì mình để ở trong cái phần mô tả mọi người. Anh em nào muốn coi bảng ngọc thì cứ để vào phần mô tả nhá. Còn phù hiệu chắc chắn là mình đã chơi phù hiệu ma chú rồi. Anh em cứ nhớ đi, đi top mình luôn chơi ma chú hết à. Và đi rừng mình luôn chơi ma tính là nhiều, trừ khi mấy trường hợp anh em thấy tôi bích mấy cái phù hiệu khác á, là do tôi làm content cho anh em coi thôi. Rồi, ok. Bây giờ thì mình lại chuẩn bị win đúng không ta? Tầm này chết floor rồi chắc khó win này. Lui mọi người ơi, chết giờ. Lui đi, con tàu hàn sắp ra rồi đấy. Mẹ mấy ông giờ mà để chết thêm một hai người nữa chắc tí mất tàu thần luôn á. Làm gì đây? Mày, tham. Mình đã rình, mình me trước rồi, tính cái nội tại chưa một trước rồi. Nó chỉ cần nó ra cái là mình bập một phát thôi là hất tung xong rồi thêm AD mình ngay trước cuối nó hồi đứng im luôn. Không làm được gì hết anh em ạ. Rồi, tầm này để canh nhá. Mày lao vào đi là mình lướt lên mình cho một combo đấy. Tầm này á, kiểu tem mình đang có thấy hơn nhưng mà nhiều khi anh em phải cẩn thận nhé anh em. Nhiều khi tem mình win đấy nhưng mà để bắt con say sa bạo súa là cũng hơi mệt đấy anh em. Nên là cố gắng nha. Đến lúc mà cái con tả hần 14 nó ra rồi á, phút 15 nó ra rồi á, thì anh em đừng có chết ấu nha. Chết ấu tí mất tả hần nghĩa là thua đấy. Rồi pha này thì dụ được chiêu cuối của Isa thì quay lại chơi luôn. AD đó kìa. Mày kìa, không đánh được anh em ạ. Khó chịu vách cả trưởng ra. Trời đất ơi. Kiểu nó có ghim mục tiêu mình đánh ngoài không được á, nó bị ghim qua con Isa anh em, nó chứ nó không đánh cái con SB trước anh em ạ. Nó đánh SB trước là mình có nội tại kiểu là mình lướt qua được hàng AD rồi anh em. Thế là ghim phát rồi nó cấu hết máu luôn. Rồi xong floor đi luôn. Lui về ngay. Đừng để chết bạn nào nữa nha, chết bạn nữa là mất con tà hần ấy. Trời ơi, tem mình đánh kiểu gì đấy, mình đã lui rồi thì lui đi 4 đến 5 mà cố lên cao nữa. Nể luôn mấy ông này á. Từ từ nhá, đừng để chết đấy. Trời ơi, mấy ông này đánh cẩn thận vào. Từ từ nè, anh em này góc lại đẹp nè, từ từ nha. Mình nghi bắt rồi nha. Nấp đây tí, từ từ nha. Rồi,
Đây, 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 đánh lính phát này. Chạy đi đâu? Bạn chạy đâu? Rồi, chưa cuối. À, phát này mình tính hack não thôi, nhưng mà nó chết luôn trước khi mình hack não rồi. Tí thằng FB nhá anh em, chạy đâu? Bạn tính chạy đâu? Lướt qua tường đúng không? Ok. Trời ơi, tự nhiên là mình phải mất cái ơi, ơi, vẫn đủ đam. Trời, tự nhiên là mình mất tốc biến anh em ạ. Phát nó lướt mà không hiểu sao nó không qua tường luôn. Né luôn đấy. Rồi, bây giờ thì tem bạn nó chết bốn người, chắc là trận này cũng win rồi anh em ơi. Nói chung là cũng cảm ơn anh em đã coi clip của mình nhá. Nếu thấy hay thì đừng quên mình xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình, cảm ơn rất là nhiều ha. Bây giờ thì đẩy chỗ người win thôi, muốn ăn nó về không? Về, nhanh lên. Nhanh lên đâu rồi? Ui rồi, không về thì chắc chắn là chết rồi. Phải đó Murat về thì Murat vẫn có khả năng sống nhá anh em, nhưng mà Murat nó không về anh em ạ. Nó thấy mình ở dưới cánh bóng rồi nó sợ anh em. Rồi, ok, bye bye anh em, hẹn anh em một clip sau nhá.